Tôi là Quỳnh, kế toán của một công ty chuyên về in ấn. Công việc hàng ngày của tôi là làm bạn với những con số. Và tôi được các chị em trong công ty vô cùng yêu quý. Chỉ vì tôi còn độc thân. Quỳnh ơi, chị bảo này, hôm nay nhà chị có dỗ nên là phải xin về sớm phụ mẹ chồng. Làm chị cái mail chị vừa gửi cho em nhá. Chị Quỳnh. Vâng, hôm nay làm gì mà thơm thế? À, em mới tán được một cô gái xinh lắm. Thế nên hôm nay em muốn nhờ chị. Rồi. Biết. Em cảm ơn chị Quỳnh nhá, em đi trước đây. Trai trong công ty đã ít, thế mà chúng nó toàn đánh bắt xa bờ thôi. Ngoài giờ hành chính, tôi rất rảnh bởi vì tôi đang độc thân mà. Nhưng tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, mặc cho tuổi tác có ngày một tăng lên. Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ không như vậy nữa nhá. Bỏ qua cho em đi. Vợ yêu anh ngoan nhá, tí anh về. Ok em nhá. Yêu em nhiều. Nếu được hỏi tôi có sốt ruột không, thú thật thì cũng hơi, nhưng tôi không dễ dãi lấy bừa một ai đâu nhá. Uống cà phê cũng không yên nữa. Mẹ ơi, có cơm chưa ạ? À? Em về rồi ạ. Anh làm cái gì ở nhà tôi thế hả? Thế bây giờ em không cho anh ra công ty đón em thì anh phải về nhà chờ em chứ. Em mệt à? Mệt. Gì thế? Em đi làm về phải uống hớp nước cho đỡ mệt chứ. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 8 giờ. 8 giờ tối. Thế anh có thấy ai đi làm 8 giờ tối mới về đến nhà không? Mình phải tự tư duy đi chứ. Tắc đường phải không? Tắc đường là việc đương nhiên. Nhưng nếu tôi muốn về nhà sớm ấy thì tôi có 1 tỷ cách để tránh tắc đường. Anh hiểu không? Tức là tôi đã uống no một bụng cà phê rồi. Có thế mà cũng không hiểu nữa. Nên là bây giờ em mới không khát nữa. Rồi sao? Thì anh sẽ không mời em uống nước nữa. Anh... Thế mẹ tưởng con đi làm về mệt tã tưởi rồi, thế mà vẫn còn sức để cãi nhau cả bạn trai à? Mẹ, quả này không phải là bạn trai của con. Thì đằng nào sau này cũng là bạn trai mà. Thôi, hai đứa đi vào ăn cơm đi, mẹ nấu xong cả rồi. Mẹ ơi, con không thích có người lạ trong nhà mình, đặc biệt là trong bữa cơm nữa. Con không muốn như thế đâu. Đâu? Ai là người lạ? Làm gì có ai là người lạ? Đấy. Quân, đi vào ăn cơm với bác, đi. Cháu okay. Bác ăn cơm ạ. Mẹ ơi. Cái đuôi này là con của bạn mẹ tôi. Cháu ăn đi. Dạ. Ăn nhiều vào nhá. Cháu xin cô ạ. Cô cứ để cháu tự nhiên như ở nhà mình ạ. Tôi đã già đâu mà phải qua mai mối chứ. Mà đã tỏ ra là không thích rồi. Ấy thế mà anh ta cứ bám lấy tôi mới đau. Quỳnh. Dạ. Con ăn uống kiểu gì mà vãi đầy cơm ra bàn nữa kìa. Đâu con mẹ? Các cụ bảo rồi, ăn trông nổi ngồi trông hướng. Con gái con lứa ăn uống kiểu gì mà cứ vục cả cái bát vào mặt thế kia, chả nhìn đến ai cả. Giờ đến việc ăn uống của con mẹ cũng can thiệp nữa ạ? À? Thì mẹ phải nói chứ. Cái tật xấu này ý, đi ra ngoài mà ăn ý, người ta cười cho đấy. Mẹ ơi, con ra ngoài có không ăn xấu thế đâu. Mà thôi mẹ ven ăn cơm đi, con xin phép. Kìa, thế con ăn xong rồi à? Mà thôi, xong rồi thì hai đứa đi chơi đi. Nhưng mà cháu...
Dạ, cháu xin phép bác, cháu sẽ đưa em về sớm ạ. Không cần phải về sớm đâu, hai đứa cứ đi chơi thoải mái đi. Ô, mẹ. Không phải lo, bát đũa để đấy mẹ dọn được mà. Đi, đi đi. Quỳnh, Quỳnh, đợi anh với. Em lên xe anh đèo. Mà em muốn đi đâu? Để anh con biết đường. Đi đâu? Hả? Anh nghĩ là sẽ đi đâu? Anh đi về đi. Tôi không tiễn. Ô Quỳnh. Trật tự. Cà phê không? Ui giời ơi, bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi phải kèm con học rồi skin care cho da, body để không bị chồng chê giả. Thế nhá, bye bye. Này, ơ. Bạn bè thế đấy. Có chồng có con một cái bơ đẹp mình luôn. Đã thế nhá. Về nhà ngủ cho khỏe. Sao về sớm thế hả con? Con có đi đâu đâu ạ? Không còn là 18-20 nữa đâu mà kén cá chọn canh. Mà này, mày cưới luôn nó đi. Gần 30 tuổi rồi còn gì? Mẹ thích thì mẹ đi mà cưới ạ? Con có thích người ta đâu. Này nhá, mẹ mà không hy sinh vì mày thì mẹ cũng lấy chồng từ lâu rồi con ạ. Mẹ ơi, hay là bây giờ mẹ lấy chồng đi. Con thấy bác Quang được phết đấy. Hâm nó vừa thôi. Ơ hâm gì ạ? Con nói thật mà. Bây giờ con lớn rồi, mẹ không phải lo cho con nữa đâu. Con là con thấy bác Quang bảo vệ quán mẹ là quan tâm mẹ hơn lúc bình thường ấy nhá. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ mới là người đáng lo, không phải con đâu ạ. Tên Quân kia tưởng là kiên trì lắm. Thế mà sau nửa năm ăn dằm nằm dề theo đuổi tôi, hắn tự động biến mất như chưa từng xuất hiện. Thực ra nếu hắn kiên trì thêm, biết đâu tôi lại cho cơ hội. Đường tình duyên của tôi đúng là trắc trở mà. Hello em gái. Em ơi, cho anh hỏi là ghế kia còn anh ngồi không nhỉ? Em ơi. Dạ. Anh có thể xin phép ngồi cùng em được không? Được ạ. Anh cũng thích bạc xỉu à? Ừ, bạc xỉu dễ uống mà. Giây phút ấy, tôi đã biết thế nào là rung động trước một người. Tôi và anh quen nhau như vậy đấy. Hôm nay em bị hỏng xe, anh có thể qua công ty đón em về được không? Đồng ý luôn. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh, hôm nay em muốn nhờ. Biết. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Ra đây chị Bảo. Dạ. Hôm nay bạn trai chị đến đón chị,
Em nhắn tin bảo bạn gái mình ấy, chịu khó đợi đi. Hả? Chị có bạn trai á? Hay chả. Chị Quỳnh mà cũng có bạn trai cơ. Anh định đưa em đi đâu đấy ạ? Em cứ đi rồi biết. Anh đi từ từ thôi ạ. Em cứ ôm đi, anh không thu phí đâu mà sợ. Đến nơi rồi đấy, em xuống đi. Sao anh lại đưa em đến đây? Em vào đi rồi sẽ biết. Cái này đẹp anh nhỉ? Em thích không? Nếu em thích ấy, anh sẽ tặng em luôn. Em thích. Nhưng mà anh ơi, sao em không thấy chủ quán đâu nhỉ? Xa thiết chân trời, gần ngay trước mắt. Anh chính là chủ quán ở đây. Anh nói thật hay đùa đấy? Em nhìn anh không đủ uy tín à? Wow, cửa hàng của anh to thật đấy. Anh làm em bất ngờ đấy nhá. Có gì đâu mà bất ngờ. Thì anh dẫn em đến chỗ làm của anh, chứng tỏ anh là một người rất uy tín và cực kỳ hiểu tâm lý phụ nữ, đúng không? Em lại quá lời rồi đấy. À, ở trong kia có rất là nhiều cây xanh đẹp. Em thích thì em cứ chọn nhé, anh sẽ tặng em luôn. Em thích cây để bàn lắm. Nếu thế thì em không khách sáo đâu nhá. Ok, vậy đi theo anh nhá. Tới rồi. Ở đây ạ. Wow. Đẹp thật đấy. Em khai thật đi, hôm nay em có gì vui mà lại mời anh đi ăn vậy? Cứ nhất định phải có gì vui mới được mời anh à? Ừ. Mình vào đi. Ừ. Này, cháu nhớ chăm sóc cái bàn trên kia cho thật tốt vào nhá. Vâng ạ. Em gửi anh chị menu, anh chị dùng gì ạ? Anh chọn món đi. Anh tin tưởng em à, quán này là quán quen của em. Em chọn đi. Cho chị món này. Vâng ạ. Đây nữa. Dạ vâng ạ. Với món này nhưng mà ít cay thôi nhá. Dạ vâng ạ. Anh muốn uống gì không? Cho trà đá đấy. Cho chị một ca trà đá nhé. Dạ. Trà đá ấy ạ? Hay là để em xuống trà em lấy trà đá thì là được. Dạ vâng ạ. Anh chị đợi em một lát, em xin phép ạ. Quỳnh ơi. Dạ. Em có thể đổi chỗ cho anh được không? Sao thế ạ? Bởi anh thấy cô kia cứ chăm chăm nhìn vào anh ấy. Không phải người lạ đâu anh ạ. Là sao cơ?
Từ từ em sẽ kể với anh sau. Nhưng nếu bây giờ anh không muốn cô ấy cứ nhìn vào độ đẹp trai của mình ấy, thì anh có thể sang đây ngồi với em. À, liệu có được không? Nhìn hấp dẫn hả đấy? Không chỉ hấp dẫn đâu, mà còn rất ngon nữa đấy. Em hy vọng là sẽ hợp khẩu vị của anh. Anh thử nhá. Ngon tuyệt. Em tìm được quán thú vị như thế này, chắc chắn em là một cô gái rất là sành ăn đấy. Bà chủ nhà hàng mà nghe được những lời khen của anh, chắc là sẽ vui lắm đấy. Mà này, em có người yêu chưa? Sao tự nhiên anh ấy lại hỏi mình như thế nhỉ? Đừng nói là em chưa. Thật ra cái cô vừa nãy... Anh nhớ ra rồi. Anh có một cậu bạn thân rất là xuất sắc. Anh sẽ giới thiệu cậu ấy cho em nhé. Anh lại giới thiệu bạn của anh cho em ạ? Bởi vì anh thấy em là một cô gái rất là hiền lành, xinh gái và đặc biệt hơn nữa là tốt tính nữa. Nên là anh rất là tin tưởng gửi gắm cậu ấy cho em. Anh... Em làm sao vậy? Sao cái gì? Anh cố tình không hiểu đấy à? Anh không thấy là em... Em thấy cái gì? Em rất quý anh mà. Anh xin lỗi. Nhưng mà anh chỉ thích chúng ta là bạn bè thôi. Sao bây giờ anh mới nói? Em thật sự không hiểu đàn ông các anh nghĩ gì đấy. Hay là Anh có người con gái khác? Thật ra là anh không có tình cảm nam nữ đối với em. Rốt cuộc thì em thiếu những điều kiện gì để lọt được vào mắt của anh ạ? Để khi khác anh sẽ kể câu chuyện của anh cho em nghe. Còn bây giờ anh có việc rồi. Đi. Anh đi em về. Anh về trước đi ạ? Em tự về sau được. Vậy anh về trước nhé. Người ta đối xử tốt với con nhưng lại không thích con à mẹ? Thế nên con phải yêu và lấy người yêu con. Làm gì có ai đâu à mẹ? Thằng Quân đấy. Mà sao dạo này mẹ không thấy nó đến chơi? Yêu đương gì đâu mà đến à? Người ta chỉ muốn tìm người lấy làm vợ thôi, chứ người ta có yêu thương gì con đâu. Mẹ phải để con tìm được người yêu thương con và đồng điệu với mình chứ. Thôi, nín đi. Đây là quán của mẹ đấy. Con mặc kệ đây. Tôi đã nghĩ là mình sẽ quên, nhưng tôi không làm được. Vì tự ái của bản thân, hoặc vì tôi không cam lòng, khi tôi không biết lý do là gì. Dẫu có thể nó sẽ khiến tôi tổn thương vô cùng.
Anh rất là... Anh nói trước đi. Anh rất mừng khi em đã hết giận anh rồi. Chỉ thế thôi à? Thế em còn muốn gì nữa? Ok. Anh bảo với em là anh sẽ giới thiệu cho em cậu bạn xuất sắc của anh. Anh giới thiệu đi, em muốn gặp. Được. Ngay và luôn. Ngay bây giờ á? Đúng. Nhưng em nói trước, nếu như cậu bạn của anh không xuất sắc như anh thì anh phải nghiêm túc cho em theo đuổi anh đấy. Alo. Để tôi gấp nhá. Xin giới thiệu với em, đây là bạn thân của anh, tên là Quân và hiện tại đang làm trưởng phòng đấy. Em hài lòng không? Anh... Sao lại là em? Là do anh cố tình bày ra, đúng không? Cố tình gì cơ? Anh có biết gì đâu. Gặp em ở đây, anh sẽ bất ngờ đấy. Long, ông bất ngờ là bởi vì là tôi cũng quen Quỳnh đúng không? Trên đời này lại có những chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến thế à? Tại sao không chứ? Tôi ghét hai anh. Anh đừng giận em. Tất cả mọi thứ em làm cũng là chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Anh xin lỗi. Nếu anh từ chối em một lần nữa ấy, thì mãi mãi và vĩnh viễn anh sẽ mất em đấy. Thực sự anh rất nhớ em. Em cũng vậy. Tôi quên điện thoại. Hai anh cứ tiếp tục đi. Tôi đúng là ngốc mà. Tự gieo mình ảo tưởng rằng người ta thích mình rồi lại khiến mình tổn thương. Thế này thì tôi không dám chủ động thích ai nữa. Làm sao mà lạc mẹ được nữa? Cô bị làm sao thế ạ? Cháu muốn biết thật à? Vâng ạ. Cô bị thất tình. Mẹ cháu cũng hay thất tình lắm ạ. Mẹ cháu hay thất tình á? Thế bố cháu đâu? Cháu không ở với bố à? Không ạ, vì thế mẹ cháu mới hay thất tình ạ. Thôi, nín đi. Để cô dẫn cháu đi tìm mẹ nhá. Nói chuyện với cô, con nín lâu rồi ạ. Có mỗi cô là đang khóc đấy. Thôi, con nín đi ạ. Cháu đúng là ông cụ non. Cháu đáng yêu thật đấy. Cô không phải là người đầu tiên khen cháu đáng yêu đâu. Đi, cô dẫn cháu đi tìm mẹ nhé. Vâng ạ.